Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng luôn nha. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình nha, 0348308843. Rồi, theo dõi kênh thì bấm vô đăng ký để được cập nhật mấy cái video mới đăng lên nha mọi người. Hôm nay em về mấy món đồ nè. Cây khò này về cắm điện thấy em ru ha, bán sát chết nha mọi người, chưa có sữa, bán sát đại ha. Đây, cái bàn xoay bonsai mini của Nhật. Đây có hai cây thủy lực ha, cây ti thủy lực, à xin lỗi là cây ti khí nén, ti hơi á, nó dùng hơi ha, đầu vô đầu ra nè, có hai lỗ nè, vô hơi mọi người. Hai cây chưa sử dụng, thấy chưa có dấu hiệu sử dụng nè, ra nó còn mới luôn đó, hơi rất là mạnh. Rồi đây kìm cắt cáp, kìm cắt dây cáp của Nhật. Giờ mấy cây quạt 12V DC Nhật luôn. Rồi, hôm nay là cái mã video 164 nha mọi người. Mọi người mua hàng thì nhắn mã video để tránh nhầm với mấy món hàng video khác ha. Đây. Số 1 là cái bánh cước của Nhật. Uyushiro nè, đó cái hiệu của nó nè. Bánh cước này dùng bánh lớn mọi người, dùng cho máy mài hai đầu á, máy đánh cước hai đầu. Đây em đo kích thước 25 cm nha, đường kính của nó 25 cm. Rồi đây cây cốt nè, cốt này 25 luôn, cốt lỗ là 25 nha mọi người. Rồi cái bánh cước rất là dày, đây này cho 3 cm đi đó, loại dày nha, rất là dày luôn nè, 3 cm, nhưng mà loại mịn đó nha mọi người, loại mịn mà của Nhật nữa, ít, rất là ít gặp luôn. Thường cái loại thô thì nhiều, loại thô thì có thấy, loại khô thì mình xài loại thường cũng được ha, nhưng mà loại mịn thì nó của Nhật nó rất là tốt. Nè cái này chưa xài nha, chưa sử dụng nè, còn nguyên nè, cước mà nó không, nhìn nó đen đen vậy chứ nó không có bị gì ha. Đó, hàng ở Nhật nó ép rất là kỹ nha, nè người xem nó ép đều bon, không có sợ mà xài nó bung ra hay gì ha. Rồi mã là số 1 nha, giá 400.000. Rồi số 2, cái hộp đựng tiêu. Đây hộp đựng gia vị tiêu này kia, nó có hà lỗ để rắc ra nè mọi người, mới tin. Để coi cái này nó bằng rồi inox ha, inox của Nhật. Đây kích thước nè. Rồi cái hộp này có mã số 2 ha, 100.000. Rồi tiếp theo về hai cái tấm năng lượng mặt trời nha. Đây. Tấm năng lượng mặt trời. Còn dây điện luôn. Đỉnh của nó là nó ra công suất tối đa là 5,5V nha, 0.4W nè, là cái nhỏ mọi người. Còn cái lớn này nó mắc cái tem rồi nên không biết không công suất nó ra nhiều, nhưng mà cũng là 5,5V.
nhưng công suất thì chắc lớn hơn nhỏ này nhiều nha. Nè nhìn kích thước nó nè, đó nhỏ kích thước nè, có 11 kích thước tới 18 luôn ha, gần 18 nè. Rồi để em đo thử nè, đo ra dòng điện nha mọi người. Này chỉnh nó DC nè. Đây hiện tại nè, nó đây là trong phòng nha mọi người, ngoài nắng nó sẽ lên 5,5 liền luôn, nhưng bây giờ em để gần cái đèn lại nè, nó sẽ tăng lên cho mọi người coi, gần cái bóng đèn ha, bóng đèn nó vẫn lên đó. Đây rồi, bóng đèn trong nhà thì nó tối đa nó được 4V mấy á. Ra ngoài trời thì nó lên hơn 5V nha, 5,5V lần. Tắm mặt trời, cái này chống nước luôn. Rồi đo thử tấm này luôn. Đó 1,4V à. Rồi xe gần vô cái bóng đèn ha. Rồi sát bóng đèn luôn, cũng là 4V mấy. Này phải chiếu vào mặt trời á là lên tới 5,5V mấy nha. Đã thử rồi nha mọi người. Đây cũng là chống nước, làm rất là kỹ. Rồi hai tấm năng lượng ha. Bán luôn hai tấm mọi người. Mã số 3 400.000. Rồi tiếp theo đây. Rồi được cái bàn xoay. Bàn xoay bonsai nha. Xoay cây, xoay nói chung mọi người dùng vào việc gì thì nó phù hợp thì mình dùng ha. Hàng Nhật nha, quay rất là nhẹ. Thép nó dai dày lắm nha, đây đế dày nè, này cái chân đây, đường kính nó là 18 nha, đường kính 18. Đây cái tấm này dày độ 1,5 phân. Đây còn đây là dày, cũng dày lắm, bạc rạng ở trong. Rồi, bàn xoay mã số 4 nha, 800.000. Rồi số 5. Đây là cái cục nguồn nha, cục nguồn 12V. Đây có điều chỉnh rồi nè. Công tắc. Đây thông số mọi người. Nguồn vô là điện 100 đến 120V. Ra được 12V 5W nè, của Japan, Nhật luôn. Đây đầu ra nè. Rồi, nhỏ gọn nha mọi người. Ra được công suất là 5W, 12V.
Rồi cũng ngon, mã là số 5 ha, 250 nha. Rồi số 6 là cái bộ hước, hước đo dêm, đo độ mỏng, đo khe khe hở á mọi người, đo độ hở của cái khe, chung là độ hở, đo mili nha, nó nhỏ nè, nhỏ nhất là 0.1 mili nè, 0.3, 0.5, 1 ly, nó mới tinh, còn nguyên bao chưa sử dụng. Rồi mã là số 6. Mã số 6 giá 200 ngàn. Rồi tiếp theo về được cái bộ dích thử điện của bà Seo. Này dích thử điện bà Seo nè. Thử điện nhà mình bình thường nha mọi người. Test ok rồi. Đây. Này không có dây xuống là không có thử được. Nhưng mà bao ok nha. Test là sống. Cái này dít nó gần như mới vậy. Gần như mới luôn. Không có sử dụng mọi người. Nè. Còn rất là mới luôn. Nó không có cái bao thôi ha. Không có ba cái bao ở ngoài. Bao để đựng. Vẫn đủ đầy đủ mũi nha. Đủ mũi của một bộ nè. Đây nó gồm có bộ, cái đầu seo nhọn nhọn nè, đầu nhọn. Còn đầu nè. Hai đầu vít vẹt ha. Đầu lớn đầu nhỏ luôn. Rồi tới đầu tẩu 5.5 mm. Rồi hai đầu ba ke. Đầu 1, đầu 2. Lớn nhỏ luôn á. Đây. Dít rất là mới luôn nha. Đó. Rồi bộ tôi dít là mã số 7 nha mọi người. Giá 300 ngàn. Rồi số 8 là cái kìm này giống như kìm đa năng. Đây là bấm cót mọi người. Đây, đây là cái đầu bấm cót. Đầu này bấm cót ha. Còn đầu này giống như cắt dây. Có 3 lỗ để cắt dây nè, cắt cáp. Nó đút khử gồng dây điện vô cắt. Đây không có sợi cáp, đút khử gồng dây điện cắt. À cái lỗ này có độ hở không mọi người? À, ba lỗ này có độ hở, không biết nó bấm gì vậy. Giống như bấm cót luôn rồi. Đây là kìm bấm cót nha. Đây đầu cót trên. Giống như bấm cót tròn á. Cót đầu. Lưỡi còn đẹp nha, chưa có xài. Thép rất là dày luôn, tay nắm dày, dày 20 cm. Rồi cái kìm cót này mã là số 8 à, 200 ngàn. Rồi số 9 là cây hai cây ti này, hai cây ti khí nén, xi lanh khí nén ha. Bán hai cây luôn nha mọi người. Cái này chính hãng của thằng
SMC nè, hàng xuất Nhật, hàng này Nhật sản xuất luôn. Còn cây này China sản xuất ha, cây nhỏ, cây lớn của Nhật sản xuất luôn. Mà cùng một hãng nè mọi người, nè. Cùng hãng xuất, cũng là thị trường Nhật hết. Cây này chưa xài, hai cây chưa xài nhé. Nè. Cái rang nó còn quá mới nguyên, chưa có vặn vô. Đó, tùy láng bóng luôn. Hơi góc mạnh nha, kính hơn. Cái này nó bằng inox ha, không bằng inox. Máy đầu này bằng nhôm, này nhôm nè, này bằng thép, phi thép, thân bằng inox, à, cũng như vậy. Rồi cây này dài, đây nó có mã mọi người, 150 là cái ti này 150 ha, đây đúng rồi, cái ti 150, chiều dài của cái ti, đó, áp vô là 10 kg ha. À, 1 MPa xài được áp 10 kg trở xuống. Đường kính rang ốc này 20 nè, ốc 21, tùy cái cốt 21. Rồi cái lớn này dài tới 400 này, 40 thì giờ 40 luôn đó, 40 luôn mọi người, rất là dài nè. Nguyên cây đó là 50, cái đầu ốc này là 26 ha, 26 trên cũng có đầu vặn luôn nè, để cố định có tán đồ, còn tán gì luôn. Rồi cái cặp ti này có mã là số 9 nha, 500 ngàn, ti hơi rồi. Số 10 là cây cắt kẽm, mà cây cắt dây cáp, cây này cắt cáp quen gọi cắt kẽm ha, nó cắt dây cáp nha, máy cáp, cáp dây xe đạp, xe máy đồ, dây con, dây ga đồ đó, đó là dây cáp bỏ vô cắt ngọt luôn. Rồi ở đây không có cọng nào hết, cắt thử cọng dây điện, dây đồng nè ha. Nó chuyên thiết kế là cắt dây cáp, cắt cây nó ngang và nó không có bị tơ dây đồ của mình. Loại cắt dây bự nha, dây cỡ 2 ly cũng cắt được á. Nè cái họng nó khá là to, này mở ra được 6 ly 8 luôn mọi người. Hai ba ly dây là cắt ngọt á, còn to hơn thì chưa thấy, chưa thấy cắt to ha. Thường xài xe máy đồ, xe này kia đồ thì dây cỡ 3 ly cho súng, mình của Japan ARM. Rồi kích thước nó là 20 ha. Rồi mã là số 10, 400 ngàn. Rồi tiếp theo là cây quạt DC. Nào. Về mấy cây giống giống vậy nè, chung hai hiệu này nè, Japan sản xuất ha, 12V, khoảng 0.4A đó, 12V, 0.4A được sản xuất. Motor không than ha,
woodlet nè, không có than, một từ từ á. Quạt quay các loại mát của Sanjo nè, con này của Sanjo, còn này của gì ta, cũng phải của Nhật nè, thương hiệu nó nè. Rồi cắm thử nè, lấy cái nguồn adapter này cắm thử nè. Không có cái adapter nè, adapter này mua ngoài rất dễ ha. Cái adapter đen đen mà 12V này kia. Nguồn á cắm camera rồi á, thường bán. Thì mua cắm vô xài ha. Đó, cái nguồn cắm camera sẽ có cái lỗ này nè. Đó. Cắm vô quạt thì nó quay ha. Rồi cái chân ở giữa là chân ở trong là cộng, chân ở ngoài viền này là trừ ha. Nè. Rồi đút vô cộng. Cộng cho nó vô giữa. Trừ. Nó vướng cộng dây điện rồi. Làm quạt cái mát nha. Đó. Mát luôn. Chạy êm lắm đó. Này dây này nói lại ha, nói dài ra xài. Này thử cái này. Rồi quạt DC 12V mã là số 11 nha. 150 ngàn một cái nha mọi người. Quạt Nhật. Rồi cuối cùng về cái khò ha. Cái khò mà nó cắm điện nó im ru rồi. Khò điện 100V nha, của thằng rồi, của Haco nè. Cái này giờ thôi chùi ra. Mà nó hiện tại cắm điện nó im ru không lên. Bán cho anh chị nào vọc vọc nó ha, biết sửa thì vọc ra. Đó. Công suất 1kW luôn, 100V. Này còn nguyên nha, chưa sửa gì hết, chưa bung ha. Về bán về luôn. 200.000. Mã 12. Nguyên dây zin luôn nè. Dây zin, dây chống cháy nha. Chống cháy của Nhật. Đó. Rồi. Rồi em kết thúc video đây.